Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh Pháp Thái TV. Hôm nay Pháp Thái tiếp tục đến nhà vườn của chị Nhung, có một số hoa mẫu đơn là bông trang ở miền Nam. Trước tiên là cái dòng trang sen Nhật nha quý cô chú anh chị. Dòng này siêu hoa và đặc biệt hoa rất là đẹp nha. Sau đây mình sẽ chi tiết nha quý cô chú anh chị. Cây thì nói chung là thành phẩm một cốt và cái phơm tàn tròn mịn. Dòng trang sen Nhật này thì hoa đỏ, cái màu đỏ rực rỡ nha. Cánh kép. Rồi, chào chị. Rồi, chào quý cô chú đến kênh Pháp Thái TV. Hôm nay mình tiếp tục trở lại vườn với quý cô chú và anh chị. Hôm nay mình đi vườn ngày hôm trước thì mình bán cũng một số, mình lựa mấy cái cây kê mình bán, là hôm nay nó còn rất là hơi nhỏ lại hơn chút ha. Nhà vườn ở xã Thanh Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha quý cô chú và anh chị. Số điện thoại là 0334270232, cũng là số điện thoại của Zalo của nhà vườn Bích Nhung nha quý cô chú và anh chị. Em một cái mẫu đầu tiên là cái mẫu sen Nhật cánh kép. Mình vô thông số với cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đang lên hoa luôn, rất là sai luôn. Chiều cao con này là 80. Cái ngang con này là 75. Mình thân là 6 ha quý cô chú anh chị. Thủ đế dưới nở nha quý cô chú anh chị, chưa mình chưa mua lên nha. Sát ở dưới rồi đế. Sát ở dưới hoành đế dưới này là 7 quý cô chú anh chị. Có thân cây này là 1 tấc. Một cây sen Nhật gì giao lưu với cô chú anh chị mình là 250.000, bao cái ship về tận nhà cho quý cô chú và anh chị mình. Rồi, cái phơm tàn rất là tròn ha. Phơm tàn. Cây một cốt rất là rất là ít nha quý cô chú anh chị, thường trồng phải chăm sóc cắt tỉa nó mới ra một cốt. Thường trang sen Nhật này nó nóng bụi nhiều. Nhưng mà đây là cái lô một cốt. Phơm rất là đặc luôn. Một cây sen Nhật. Chiều cao cây này là nó hơi cao hả quý cô chú. Nó 90 luôn. Tán ngang cây này giống 75. Cây này thì thoát thân hơi cao hơn mấy cây kia một chút ha. Hoành thân ở vị trí này là 7 quý cô chú ơi. Thoát thân cây này là 1 tấc rưỡi. Một cây như vậy thì cũng là 250.000, giao lưu cho quý cô chú anh chị mình bao cái ship về tận nhà. Cây bên này là bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị mình. Hoa rất là đẹp quý cô chú anh chị. Hoa cánh kép lên. Cây rất là mượt nha, dòng sen Nhật này rất là mạnh. Hoa rất là khỏe luôn. Vườn thì có rất là nhiều đa dạng mặt hàng, mình chỉ đại diện một số mặt hàng chỗ quý cô chú mình xem tham khảo thôi. Còn lại thì quý cô chú mình có cần nguồn nào thì cứ liên hệ chỗ chị nha. Mình đi tiếp theo đó là cái lô hồng hường, nó đang còn lại một số. Tôi chuẩn bị lên mặt kê hoa này ha. Ở đằng bên kia chút xíu nữa đã có cái mặt hoa dày dày đây ta, lên ngoài đi. Cái mặt hoa nó lớn rồi, cái chúng mình dễ hình dung. Đây cái mặt hoa của hồng hường nha quý cô chú và anh chị. Màu rất là tươi. Cây nào đâu, cây sau lưng này đi. Quay về đây đi. Phơm rất là tròn ha. Chiều cao cây này là 1m18. Mình tính 1m15 đi nha quý cô chú. Tán ngang cây này là 1m. Cốt ha. Củ nở luôn. Trời ơi, lộn thước quý cô chú ơi. Mình thân là 8 hay quý cô chú anh chị. Thoát thân cây này là 20. Một cái cây hồng hương như vậy là cái phơm này do lúc trước, hôm trước thì mình cũng đã tiễn những cây lớn rồi ha. Nhỏ này lại thì mình giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 300.000, bao phải ship về tận nhà cho quý cô chú và anh chị mình. Như đó, cái phơm bên này nó đang lên hoa nè quý cô chú anh chị em. Đây. Cây đó thì nó thân hơi keo hơn tí. Hoành thân nó lực, hoành thân già mà lắc luôn quý cô chú chị, nứt da me luôn nè. Hầu
hầu như là mấy cái cây hồng hường này nó cái thân nó lắc hết với cô chú ơi. Cái này cũng là một cái hồng hường ấy, củ đó nó già nó nứt hết trơn rồi cô chú. Đây là đỏ hường, hai mặt hoa hồng hường và đỏ hường nó khác nhau nha. Hồng hường thì cái màu nó pha về một chút hơi màu trắng trắng một chút, giống như màu hường sữa vậy đó. Đây. Màu đỏ hường thì nó đậm hơn. Còn gọi là đỏ đổi màu ở miền Nam. Rồi, mình đi tiếp theo ha. Dạ, tiếp theo là một cái lô Mỹ Hồng, thần chậu lá rất là xanh nha quý cô chú anh chị. Được tợt lên rất là mượt luôn. Lô này chị Nhung giới thiệu với quý cô chú mình ha. Rồi. Tiếp theo một mặt hàng cũng là Mỹ Hồng hết quý cô chú và anh chị. Đây là hàng này là hàng Tết nha quý cô chú và anh chị. Hàng đợt này nó đang non, quý cô chú nào có nhu cầu mà lấy hàng này để về mình bán Tết á, thì cái lô này là đúng ngay Tết ha. Cái đợt này nó già lên thì nó sẽ ra bông. Lá mừng mẫn luôn. Phơm tàn rất là đặc quý cô chú anh chị. Dày dặn, chung là thuần chậu rồi. Cây này là trồng ở trong chậu quý cô chú mình nha. Nếu mà có lấy số lượng mà để về mà mình bán Tết đó, thì đây cây này về mình cây mình sang qua cái chậu ha, sang qua cái chậu cái là mình để đó là tự nhiên nó sẽ ra bông. Chiều cao cây này là 1m2 nha quý cô chú. Lá ngang cây này là 1m, xin lỗi, lá ngang cây này là 1m, hoành thân là 8 nha quý cô chú và anh chị. Thốc thân cây này là 35. Thân rất sạch và cây này thì mình chỉ chọn một cái cây ngẫu nhiên ở trong cái vườn thôi ha. Thì một cái mẫu như gì là giao đưa với quý cô chú anh chị mình là 250.000. Bao phí ship là lẻ. Còn quý cô chú nào có lấy sỉ thì ở bên nhà vườn sẽ tính cái giá sỉ cho quý cô chú và anh chị mình để đem về thuần lại. Cái lô này nó rất là nhiều, nó cả ngàn cây đang hết quý cô chú. Đây giống như cái cây đây. Này, cây phơm, phơm nó rất là đặc và tròn quý cô chị. Cái phơm này nó gọn nhưng mà nó đặc. Tại vì cây nè, một cái đọt nó ra lên 4 cái tược. Cái ngang cây này cũng là 95. Thân rất là sạch, một cốt, lô này đậm trạng. Hoành thân này vẫn là 8. Cái này thốc thân là 40. Thì mình lựa theo quý cô chú nào mình có nhu cầu đó, mình lựa theo cái vụ như thốc thân cao một chút hoặc là lụng chút thì ở bên nhà vườn sẽ lựa cho quý cô chú và anh chị mình. Số lượng thì quý cô chú cứ liên hệ. Đây, như cây này cái phơm tàn dữ dằn luôn ha. Này cái phơm tàn nó bự mà. Có đế nha quý cô chú. Có đế, cây này là trồng ở trong cái chậu mình đấy, nó sẽ có đế. Có những cây mình không thấy đế thì nó sẽ nằm ở dưới. Thân rất là sạch luôn. Đây. Đây là tổng rất là nhiều nha. Quý cô chú anh chị nào lấy cái nguồn Tết đó thì cái lô này phải nói là lá xanh mướt. Để mình đi ra ngoài cái bờ chị. Trời ơi, cây này cái đế rồi nè. Cái trên thùng nó cuộn nè quý cô chú anh chị em. Cuộn đế rất là quái luôn. Lô này nói chung là đa số là có đế hết. Trời ơi, dữ dằn luôn. Lá xanh mướt thuần. Phơm rất là dày ha. Đây, như cây này là vậy. Tàn phải nói là rất là đặc luôn. Tại vì nó chen với nhau á nên đủ cái phơm tàn này. Nó cực kỳ ha, cái này phơm nó đều luôn. Cây này thì về sang qua cái chậu rồi là chờ bông là bán thôi ha quý cô chú anh chị. Thường Mỹ Hồng mình cơi nhiều á, cái một cái đầu như vậy nó ra 4-5 cái tược rồi quý cô chú anh chị, nên cái phơm tàn nó đặc. Cây này cái lô này nó không bị hở ha. Thế đó là phơm rất là đặc. Rồi mình sẽ quay về nhà nha quý cô chú anh chị, về lô hàng ở nhà thường chậu nha. Rồi tiếp theo thì trở về vườn quý cô chú anh chị em. Cái lô này là thuần chậu, chị đang cơi đọt để mà thuần Tết nha. Rồi mình cái này mình có hai size chị Nhung. À, đúng rồi. Đây cũng là tiếp tục một mặt hàng muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là đây là mình cũng là Mỹ Hồng. Nhưng mà cây này thì đã vô chậu là thuần thời để thuần Tết nè. Đây những cái mặt hàng nó muốn ra tự nó. Mình cơi nó lên tự cây. Cây này nói chung là nó thuần rồi. Này có hai size. Rồi mình đi cái xe lớn trước ha. Đúng rồi, cái xe này là xe lớn ha. Cây này hồi lúc nó còn nguyên cái phơm mình nó cũng rất là lớn, rất là cao vô mình cắt mình giật lại. Chiều
cao cây này là 1m2 với cô chú. Hết thước 1m rưỡi. Cười lại cái tàn rất là mịn quý cô chú anh chị em. Là size này là size lớn ha. Cây có củ đế nha. Cây này là trồng ở trong chậu từ nhỏ tới lớn, em chưa có làm xu đế xuống nha. Phần thân ở vị trí này là 13 ha quý cô chú và anh chị. Một cốt dán thẳng luôn ha. Có thân cây này là 35. Tài cành nó đóng rất là đặc. Cây thân là 30. Cây này nè, mò xuống là có đế. Tại vì chưa có mò thôi. Nói chung mình thân chậu mình phủ lại cho nó từ nắm. Nào nó ấy hết rồi mới đây thì còn cái cọng đế nó quay tròn luôn nè. Dạ. Rồi, như cái cây này á, nếu mà quý cô chú nào á có nhà ý gì lấy gì xuống thì tại vì nó thì em sẽ tính cái giá khác. Còn ở trên clip này em sẽ báo cái giá là mình sẽ ship đi cho quý cô chú anh chị mình là 1 triệu đồng. Bao phí ship. Rồi. Về tặng nhà cho quý cô chú. Còn lấy tại vườn thì cái giá nó sẽ khác nha, trừ tiền phí ship thì quý cô chú nào mà có cái nhà ý muốn lấy sỉ á để đem về mình bán Tết thì liên hệ với bên. Đây cái đế nè quý cô chú anh chị, là những cái cây này là đang khui đế ra, đế nó nơm lên chứ không phải là khui, tại tự nhiên mình tưới nước vô thôi. Sai này là thuộc sai lớn nha, cây này cái đế quá dữ luôn rồi. Đây là một sai. Rồi, tiếp theo là cái sai sai nhỏ. Vườn rất là nhiều quý cô chú anh chị, cần cái số lượng thì cứ liên hệ chị nha. Sai này là sai nhỏ. Đây này thì vô đây thì nó cũng đã thuộc là phần chậu rồi theo quý cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 1m2. Cái ngang cây này là 1m3. Hoành thân là 12 hả quý cô chú anh chị. Hoành thân cây này là 30. Một cái cây thuần chậu này giao lưu với quý cô chú anh chị mình về tới nhà cho quý cô chú anh chị mình là 600.000. Bao phí ship luôn ha. Bao phí ship. Và khi mình ship thì mình rút chậu hả chị? Cây này thì cái chậu này thì em sẽ rút chậu nha quý cô chú, tại vì mình ship đi nó cũng sẽ bị bể, thành ra bà phải bảo vệ cái cây và cái bầu của nó cho trọn vẹn thì em sẽ rút bầu trước khi đi. Và cái lô này là cũng là cái size lớn nè. Đó là size lớn. Đặc biệt cái đế nó nằm trong thùng quý cô chú anh chị, còn nguyên zin luôn, chưa khui ra. Này, nó cứng cái bầu luôn rồi nè. Lô này khui đế là rất là đẹp nha. Ôi ôi. Lô này là nằm trong thùng không? Đúng rồi, nguyên lô này nằm trong thùng. Đế rất là quái luôn. Đế lực luôn. Phơi đế. Tại vì còn đang giữ cho mình cái trọng cái cây thành ra chưa có khui ra. Những cái cây rớt lại, sai rớt lại thì cái đế nó cũng vậy nha quý cô chú anh chị. Sai 600.000 á. Cơi đọt lại hàng nó rất là mượt nha quý cô chú anh chị. Thường mình cơi đọt nhầm khi nó mỹ học nó không lên có cái đọt mà, nhưng mà nó lên hoa luôn, lên hoa thẳng luôn. Nên vườn thì cố gắng thường chậu để cây ổn định và chất lượng cho quý cô chú anh chị em ha. Lô này thì trong tình trạng thuần thì rất là khỏe. Cây này nó lên mặt hoa đó, quý cô chú anh chị. Tại vì mỹ hồng à, khi mình cắt là nó không lên đọt, nó lên hoa luôn chị. Thì cái cây sau nó sẽ lên đọt, cây sau, nhưng mà cái này nó sẽ lên ngay cái đợt Tết mình sẽ có bông rồi. Quý cô chú nào cứ yên tâm ha. Quá xá cái phơm tàn à, tại vì mình để thuần rồi. Cơi một đợt một. Rồi, đây cũng là mấy cái mặt hàng cuối clip của muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình ha. Rồi cũng lời nói cuối clip cũng kính chúc quý cô chú dồi dào sức khỏe ha. Rồi cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã ủng hộ nhà vườn Bích Nhung trong một thời gian qua ha quý cô chú và anh chị. Rồi mến chào quý cô chú và hẹn lại clip sau quý cô chú và anh chị. Rồi. Vườn hôm nay có rất là nhiều nguồn hàng, quý cô chú anh chị nào cần chị chỗ cái nguồn hàng thuần thì cứ liên hệ chị Bích Nhung nha. Đặc biệt trong vườn thì mỹ cam thuần luôn. Rồi Phát Thái Vi chân thành cảm ơn và kính chúc quý cô chú nhiều sức khỏe cũng như nhà vườn cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ ha. Hẹn gặp lại nha.